Mấy người đi nói chuyện hỏi chị Lo mà rồi. Thiệt luôn á, không biết cái thằng Sám điện thoại hầu nô cũng ly gọi biết rồi. Không biết Sám điện thoại để làm cái gì luôn. Dạ, con bé đây vẫn còn liên lạc. Ý là bữa tối là mình mấy giờ mình nghỉ? 7 giờ. Dạ, 7 giờ. Mấy giờ đánh chủ nhật hả chị? Mấy giờ đánh được chủ nhật hả? Đi học rồi. Chủ nhật là thứ 7 rồi, chủ nhật này đi cũng vui quá đi. Thank you.
Mà thì hết chứ. Em nó cay không mát luôn. Chị mất nhẹ nhẹ chị đau lắm, tiếng đập nhanh thần thì chị nó chạy đến tôi chị. Có chó nó nhiều không chị? Đó có chị lo xử nó cho được. Ủa yên mốt cứ nghỉ hả yên? Mốt cứ nghỉ hả? Ủa mê anh trai hả chị nói?
ở trên chỗ đường thì cũng phủ mình về kìa, có cái quán hai chỗ gần gần tường đài mình nhu á, chỗ nó không nào ông cũng bán mì chay miếng đó hả. Còn mô ta đi đò phía tay phải á, ngày mô cũng bán ngày thường cũng bán mì chay, nói chung là bán miếng cả ngày mà ngon không đi ăn được ăn rồi ngon không thấy đường thôi không biết nha, thử đi tay phải rồi nó đoan cây sẵn rồi. Đi xuống đi, tới đi về à. Đi về tới phải à rồi nó đi rồi á, thì dân cái mẹ còn bú có còn bú hả em gì có mồi thì ăn hủ tiếu bên ba ở bên xa của em nhặt đi. Cái hủ tiếu chỗ đường nhà chỗ gần em đi về mẹ ăn bánh kinh dốc chưa nè à, bánh kinh dốc vào nè của em đến đấy nghe chỗ trường thương mại á, người lên mất cái nữa, á đi qua đâu nữa mà, trường đang ở chỗ thương mại đó, ăn rồi, đi xuống cái dốc á, ăn rồi, đó mi nghiệp bên hai người yêu, ủa mi nói gì hai mi, hồi trước ở đó, à? Tôi học đó 3 năm rồi mi, à gì vậy, gì em đưa được học thương mại, tôi tưởng mi bị rớt nào thế mà mi không có nào. Đây sao lại chuyển sang ngành thẩm mỹ và làm đẹp vậy chị? Dạ. Trời chị em ngay gì rồi? Bạn kinh chắc mở hình như bữa trước mình có ăn lên mà hình như hẳn cũng món lắm nha. Hồi xưa lắm ngon rồi chị không bằng. Mà chưa hẳn hẳn cùng khách đông có thể khách cùng bò. Không, chỗ nó bên chỗ nó đông lắm, hồi xưa chị cũng đông rồi. Sinh viên không thôi là viên gì có thể không bán vẽ gì á. Thì dục thể thao không đó. Mình là thường thường mấy bạn bệnh thái được ăn nhá. Vừa được bỏ ăn lắm rồi. Mà ta ăn chạy mầm. Chủ nào có bọn mình cánh tấm mà sạch đó luôn đó luôn. Đi qua đường luôn mình á. Cũng không ta phải có là hợp hơn. Hậu đi mình khả rồi. Nhiều không chị? Cũng được rồi. Mấy cái đào đang em bôi thuốc rồi gom hết rồi. Em là nhiều lần tổn thương thì chỉ cần một củ chanh nghe cũng dễ lên đúng không? Gần gần xong rồi chị Loan. Chờ chút ta đi gần xong rồi chị. Thú nữa chứ. Ngài ơi chị. Ngài tạm thôi. Xếp nói là đi nhé. Bữa nay chị Yến ạ xu hướng là mang tiền về cho mẹ. Sao tự nhiên nói với chị? Nghe bài của thằng ấy hả? Chị đâu bảo đen bao á. Sao từ từ không hả? Không sao, bao nhiêu cục bên đây.
Ủa đây đau thiệt. Nhìn thấy tôi gì ấy. Nó chảy ra ngoài đấy. Con là nó.